chẳng những mua hàng online mà việc gọi đồ ăn trên mạng bây giờ cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều khi có hàng loạt ứng dụng đặt đồ ăn. Không chỉ thế, những ứng dụng này còn có vô số tiện ích và ưu đãi cho người dùng. Một trong số đó chính là quán được nhiều người yêu thích, đặt đồ ăn thì sẽ có huy hiệu được yêu thích. Tuy nhiên thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều, bởi quán được yêu thích không đồng nghĩa với việc sẽ đem đến cho thực khách đồ ăn với chất lượng xứng đáng. Câu chuyện của cô nàng Nguyễn Nờ và nhóm bạn dưới đây là một ví dụ điển hình. Chia sẻ của Nguyễn Nờ. Theo đó, Nguyễn Nờ cho biết mình và bạn có gọi đồ ăn giặt từ một quán gần trường qua ứng dụng đặt đồ ăn. Đặc biệt quán này có được xếp vào hàng quán ưa thích trên ứng dụng và cả nhóm đã gọi hết hơn 113k tiền đồ ăn, trong đó có 4 chiếc xiên gà. Kết quả là cô nàng đã gặp thịt gà sống đến mức còn nguyên thớ mỡ và không có gì để tổn thương hơn với cái món gà xiên que vì nó còn ác mộng hơn những gì em dám tưởng. Tại sao có thể để thịt gà còn sống nguyên, nhìn thấy cả thớ mỡ để giao cho khách? Người ta có chắc là đã đun chưa vậy? Làm ăn thế này thì còn tâm cái gì nữa? Thật sự sao buổi hôm nay em bị ám ảnh và buồn nôn kinh khủng, chưa bao giờ muốn dùng từ tởm cho một món ăn nhưng phải nói đây là một trải nghiệm kinh hoàng. Món gà xiên que còn sống nguyên. Chi tiết đơn mà cô nàng đã đặt trên ứng dụng gọi đồ ăn. Ngay lập tức, bài đăng của Nguyễn Nờ đã khiến dân mạng chú ý. Cùng với tâm trạng hoảng loạn của cô nàng, nhiều người cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Sống nguyên, nhìn ghê quá. Nhìn mà thấy lợm lợm giọng. Không hiểu sao bán đồ ăn còn sống nguyên cho khách mà cũng dám lấy tiền. Trước đi ăn ở một quán có món gà viên chiên. Mình có thói quen cầm miếng gà tách đôi chấm ớt nhưng vừa tách gà ra thấy hồng hào sống nhăn răng. Nói với nhân viên thì nhân viên lại bảo, do gà để đông nên lúc chiên có màu vậy à. Nhiều người lại suy đoán nguyên nhân của tình trạng xiên gà bị sống thế này, cái gà này mình biết này. Lấy từ tủ lạnh ra mà chưa rã đông đã chiên luôn là nó chỉ dằn lớp bên ngoài thôi, bên trong vẫn còn sống nguyên. Bình luận của dân mạng. Hiện tại, dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán xôn xao phía dưới chia sẻ của cô nàng Nguyễn Nờ và chưa thấy cửa hàng có bất cứ ý kiến nào.